Hôm nay tôi xin review một vlog Tết mà nghe đồn cái kết rất có hậu. Nghe Xuân Sang thấy trong lòng .. Hai chị em coi lại chiếc MV quay hồi 2016 mới nhận ra Tết lại đến, vậy thì phải ăn Tết thôi cả nhà. Bước xuống xe hơi mà mang dép ngủ đâu có sai. Vậy thì mình cứ hiên ngang chọn bông chọn hoa, chọn bông mang về nhà thôi .. Khúc này mình bị quê. Vẫn còn quê. Tết là không khí xuân đang về đây. Là trời cao chim én ươn đầy. Là niềm vui con cháu sum vầy. Tết là vàng ống hoa mai đầy cánh. Là màu xanh dưa hấu bánh chưng. Là những bao lì xì đó ha. Tết 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 nhà ta giang tay đón thêm nhiều 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 lộc xuân năm nay ước mong. Rồi nhưng không giống TikTok nhỉ. Tết là những tiếng trong lần mừng vui. Là cho nhau câu chúc tiếng cười. Là bên nhau cùng chào năm mới. Tết 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 nhà ta giang tay đón thêm nhiều 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 lộc xuân. Năm nay ước mong sau mỗi ngày những bữa cơm. Giờ mình giả vờ ngồi đây ăn ăn uống uống đợi pháo bông bắn bụp bụp xì xì ì ì đùng đùng ngoài cửa. Mình lại giả vờ tạo dáng ngủ thiệt duyên dáng giữ không khí Tết sang nhưng còn dê đít rất vui mọi người chờ xem chúc mừng năm mới he 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 lên lên lên. Tết Tết nhà ta yên vui chúc cho người người người.